Xong đặt sai chống và thiên bà giúp hí à nữ nhát ai ạ kẻ rít tú tăng tăng thamay nây xa thiệt nạ rọt văn đá cho chúp xong đánh ca cú xăm. Mình mến còn tài chìa lùm nơi thang đọc cọ cà đai bà nô tế. Tài chìa tì cân lành để ai xong rạp lùm hái. Rùm sai rồi tục còn vọt, à rộng xmọc xmánh. Bần tố bị cá nơi hót bên mùi thang ấy. Cứ chìa tì thang bố bên đào xe kỳ đầy sốc xúc hẹp mình cô chìa nì rọt. Xong đất bị bò xe nạp hẹc đầy sai chống bảo thiên bảo dập hiện nay bởi rơi chiến ở trạng Campuchia nơi bảo thang ngay bốt tì bảo bấy khai mì thuộc nát cho nàm bị bò mập hầy phí. Bạn ăn đình nhát ở lô chùm tiếu Dalila Yasmin Emery Short ai dạc kẻ rì chì tút tăng tăng thamay nơi xa thiệt nạ rọt văn đá bảo trăm bảo chiến ở trạng Campuchia cho chụp xong đánh ca cua xăm nơi vị miên bảo dập hiện nông niêm bảo dập hiện nâng nông niêm xong đạch tố xong đạch bảo thiên bảo dập hiện bàn xoa cung nâng ọp ọ xa tó chùm bù lô chùm tiếu. Đại trợ bàn tăng tăng chìa ai dạ kẻ rọt tút vị xa mánh nâng bênh xa mặt tập hiếp nơi xa thị rà nạ rọt văn đá bảo trăm bởi chiên ở trạng Campuchia. Xong đạch miên chùm nơi trẻ thác nông án át bê xa cám cà tụt rồi bò lô chùm tiêu nâng khật khóm lơ cầm bù tùm nệ tâm nông nâng kênh xa bảo tệ bạch cá. Rồi viên bảo tệ tăng bí ai càng tài lò bảo xa chiên tiết đạm bây chìa cùng bảo giói đọt thông thên xa mặt bảo chiên chốn ចំពោះសម្ដេចប្រធានប្រសិទ្ធិភាពដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃអនុញ្ញាតឲ្យលោកជំទាវបានចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនាពេលនេះលោកជំទាវបានបដិញ្ញាថាតាមរយៈបេសកកម្មការទូតរបស់លោកជំទាវនៅប្រទេសជាតិកម្ពុជាលោកជំទាវនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរបន្ថែមទៀតមិនមែនគ្រាន់តែជាលំនៅឋានដល់កក់ក្ដៅប៉ុណ្ណោះទេតែជាទីកន្លែងដែលអាចសម្រាប់លំហែ រំសាយរាល់ទុកកង្វល់អារម្មណ៍ស្មុគស្មាញបន្ទាប់ពីការនឿយហត់ពេញមួយថ្ងៃគឺជាទីឋានពោពេញដោយសេចក្តីសុខសុភមង្គលជានិរន្តរ៍.